Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình chỉ chơi lớp một hôm. Mình sẽ bắt tụi em vào vị nha mọi người. Đây. Mình sẽ bắt nó nha. Mọi người cùng theo dõi nha. Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Người lớn lên cây của cô nha. Bây giờ mình sẽ đi bắt tụi em vào vị nha mọi người. Các bạn theo mình nhé. Đây, mình sẽ đi bắt tụi em vào vị này nha. Là trên tầng 2 của nhà ông chú này nha. Ông kia mà lên bắt tụi em vô. Mình đang chuẩn bị xong bộ đồ bắt ong rồi. Đây mọi người xem tụi em này nha. Nó đang ở dưới cái máy lạnh. Mình sẽ đốt á. Bây giờ mình sẽ đốt tổ nó nha. Đốt rồi bắt đó. Lửa bắt đầu cháy rồi nha mọi người. Em bắt đầu rè tổ nè. Rồi rè đốt cho tụi em thở hoài để chết đi. Ông nhân dân cháy rồi nha mọi người. Qua. Wow. Xe này trong đã nhậu này, rất là lớn già nha. Thức ăn rất là nhiều. Mình sẽ bắt một con ong bạn ngồi này. Đây rớt lăng từ từ rồi chứ. Do cô ong nó bay bay vào đây cô bắt lấy ong đây rồi. Đây nha. Nhậu em rất là nhiều mọi người. Nè. Người xem này. Em nó rớt à. Qua. Thuốc em mà nhậu em nằm đầy đất nha. Qua. Nhậu em mà rớt quá rớt. Anh sẽ đi lên thế này. Rớt một em còn ngoài. Ở đây vẫn còn rất là nhiều ong nha. Rồi. Rồi mình xem này. Đây là tổ của nó nha. Mình này đốt chín hết rồi nha, coi ong này một đống đống đó. Đang bốc khói. Ồ rất là to. Coi kia những con ong đang bay vào bay phía ngoài. Đây cô mấy con thỏ nha, mình đang cố gắng hạ tụi nó.
nhiều ăn. Đang đập ong nha mọi người. Mình thì lấy tổ nó ra nha. Đây những chú ong đã bị chết cho khối này. Nó rất là chắc chắn luôn. Mình thì lấy cái tảng này ra nha. Thôi. Wow. Nhiều lắm luôn. Mấy ong là bị bò về ngồi này. Thấy không? Đó là nhiều. Đây còn rất là nhiều nhộng nha. Ê. Đây ổ ong rồi, cục ong rồi. Wow, lúc này ong còn sống nè. Mọi thấy không? Rất là ong. Rất là nhiều luôn. Nên mình thì hấp vào nó xuống đất để dẹp dọn ở dưới.
rồi dọn sạch cho ông chú luôn, thịt nhà chậu luôn. Quá em. Thì anh có ăn ngoài lon trên sông thượng nha. Đây, ăn ngoài nha mọi người. Run quá, nắm được đó, bằng bộ đồ nắm được quá. Người lấy bớt mấy con ong ra. Rồi, cho hết rồi. Tính ra rớt rồi. Nhậu của nó chứ. Thì mình đi xuống nha, vô nhà nha. Nè, ao chết rồi nha mọi người. Đây, từ thành cao xuống nè. Quá nóng lực nha, nó chưa còn cục lửa. Trận đánh thắng được nhiêu đây? Nhưng mà về còn bị tiêu diệt một mũi. Vẫn có bị thương. Cũng vẫn bị thương. Pita bị cố gắng đâu mà còn vẫn bị thương. Pita cũng vẫn bị thương. Nhiêu đây nha mọi người. À đâu rồi? Mình kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Thấy vui hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye nha. Đây nè. Thanh quả đây. Chắc không được mấy lạng, 4 lạng. Thôi, 4 lạng nhồng ông nha. Bye bye mọi người. Bye bye, kết thúc rồi.